Bạn bạn Nam Phương ơi, bạn có ở đó không? Dạ con đây. Rồi thấy có mở mic nhưng mà không nghe nói gì hết. Nam Dạ Phương cô là ơi, bạn con hay có thả nghe tim con thả nói. like cho mấy cái chat của cô đúng không? Rồi các bạn có thể thấy màn hình của cô nó cà giật vậy, đó là do cái chất lượng đường truyền của mình ha. Rồi bạn bạn Hoàng Thắng ơi. Dạ cô. Có thể thấy cái tích của bạn nó đang nhấp nháy nhưng mà không nghe được bạn nói. Cô nghĩ là do mic nó có vấn đề. Rồi bạn Minh Hưng ơi, the only Hưng in class. Dạ cô, con đây cô, con đây, con đây. Cô bật loa, cô vẫn đang bật loa với bạn nói, cô vẫn đang nghe đó con. Dạ, con đây. Cô nghe con nói không? Cô nghe con rồi. Lớp mình có hai bạn Tuấn cùng là Nguyễn hết, Nguyễn Hoàng Mạnh Tuấn và Nguyễn Hoàng Minh Tuấn. Các bạn nhớ đổi avatar cho cô nha, không hay là tới cuối học kỳ cô cũng không biết mặt bạn nào là bạn nào đâu á. Bạn bạn Mạnh Tuấn ơi, thả một cái like cái tim gì Dạ cho cô coi. Ok rồi, Minh Tuấn ơi, thả tim thả like hay bật mic gì cũng được. chào cô nha. Rồi à, rồi một bạn Tuấn cầm guitar, một bạn Tuấn không cầm guitar. Đổi avatar cho tôi thấy cái mặt chứ không phải đổi avatar khoe cái đàn guitar nha. Con đổi lâu rồi cô mà thôi nhìn thôi cô nhìn cô đoán nha. Cô không cần nhìn cái đàn guitar, cô không có biết gì về âm nhạc hết á, con người cô là không có đào tạo được gì về nghệ thuật hết trơn á, do đó con đổi cái avatar giống như bạn Yến Linh vậy đó. Đó bạn Yến Linh chụp hình như vậy là ổn nè, hoặc mình có thể dùng filter mình cài cái gì cũng được nữa. Rồi bạn Vĩnh Tường ơi, bạn đang có đây không? Cô thấy Vĩnh Tường đang mở mic nhưng Alo mà không nghe tiếng. Rồi cô alo nghe cô, rồi. Rồi cô nghe rồi con. Có lẽ là do cái đường truyền nó bị lỗi á, nó bị giật á nên nó như vậy á. Sáng à, nay cô thấy rất là nhiều lớp. Sáng nay cô thấy rất là nhiều lớp họ báo là họ vô không được, rồi họ báo họ bị giật, bị lắc gì đó. Nhưng mà may quá lớp mình có một số sự cố nhỏ nhỏ vào lúc đầu nhưng bây giờ đã khắc phục được rồi. Rồi bạn bạn Phạm Thanh Thi ơi. Ok, cô nghe được tiếng của bạn Thi rồi. Các bạn là trong chiều nay phải đổi hết avatar cho cô nha. Cô lên cô xem coi, không đổi là cô phạt đó. Đứa nào mà chiều nay không đổi avatar cô cho làm lớp phó phong trào. Rồi cô sẽ kiếm đứa nào mà chiều nay chưa đổi avatar cô không làm lớp trưởng. Bạn Trần Quốc Anh ơi. dạ, xin chào cô. Rồi chào con. Bạn Văn Ngọc Khoa ơi. Dạ con đi cô. Chào cô. Ok. Chào con. Bạn Vũ Trí An ơi. Hello cô. Hello con. An Bùi. An Bùi đăng mấy cái hình YouTube nó rất là vui vui ha. Con có thể thấy là trên cái list participant của cô nó hiện theo theo ABC nhưng mà nó tính theo cái tên họ của mình chứ không phải tính theo cái tên, nó tính theo last name không phải first name. Bạn nào đang học mà bị văng á, bạn nào vô lại đang đang vô nhưng mà tự nhiên bị out ra khỏi á thì mấy bạn có thể bấm cái nút join để chúng ta vô lại. Nếu mà đường truyền mình nó giật á, mình đang học và mình tự nhiên mình bị rớt ra ngoài đó, nó bảo là gì do connection is bad gì đó vân vân cái kiểu á, hay tiếng Việt nó bảo là đường truyền kém hay tín hiệu kém gì đó, nó tít 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 á, thì mình có thể leave, mình có thể chọn cái nút rời đi hoặc là nút leave. Rồi mình vô lại, mình bấm join lại ha, mình vô lại đúng cái phòng đó mình bấm join lại thì mình có thể vô lại bình thường. Cũng có những trường hợp là cô là người host, cô mở cái cuộc họp này ra nhưng mà cô cũng bị gian luôn, tại do đường truyền mạng nhà cô.
À rồi, thần tượng thầy dạy anh văn đến như vậy luôn. Cái rước này là rước của cô nha, cô không có cho người lạ vô nha. Tôi giận mà tôi cho làm lớp phó phong trào. Bây giờ chỉ có bao nhiêu cái quyền lực đó để mà hù thôi. Phần điện thoại cô chưa cài Teams nên... Rồi chúng ta sẽ tiếp tục cái bài ngày hôm nay. Bạn nào đang sẵn sàng? Bạn nào đang sẵn sàng thì thả một cái tim cho cô biết đi. Rồi không thấy à, cô thấy một cái like rồi, cô thấy một cái tim rồi, có hai cái like một cái rồi, cô thấy được cái tim nữa rồi. Còn mấy bạn khác đang ngồi mà mỏng không biết thả tim như thế nào hả? Mình có thể bấm vô cái nút raise hand này em, nó có những biểu tượng mặt cười nè, vỗ tay nè, tim nè, like nè, đấy. Nếu mình lỡ mình bấm vào nút chia tay cái nó ra hoài luôn thì mình bấm lại cái là mình hạ tay xuống ha, raise hand là giơ tay và lower hand là hạ xuống. Rồi ok. Đó bạn Tiểu Giang giơ tay, bạn Khánh Vy giơ tay. Rồi cô thấy rồi, mấy bạn có thể hạ tay xuống. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục cái bài học hôm nay. Phần ba La Mã là chọn đáp án nào đúng thôi, đơn giản chỉ là vậy. Hôm nay vì là ngày đầu nên cô nói hơi bị nhiều, còn những ngày hôm sau là cô nhường cái sân khấu lại cho mình nha. À, câu 1. I was late for school this morning because my alarm clock didn't. Cái alarm nó reo thì chúng ta sẽ dùng alarm mà reo thì chúng ta sẽ dùng câu off. Câu off nó sẽ có định nghĩa là câu off make a sudden loud noise. Make a sudden loud noise có một cái âm thanh to và đột ngột ha. Chúng ta dùng câu off. Ví dụ như bom nổ cái đùng nè, ví dụ như súng cướp cò nè, ví dụ như đồng hồ reo nè. Rồi câu số 2, are you contented? Mình sẽ có be contented with hoặc là be content with. Chúng ta có thể nhìn vô cái list từ vựng á, hình như là có chữ này. Be contented with nó sẽ bằng với be content with là hài lòng. Chúng ta sẽ có cái chữ hài lòng là be satisfied with, hài lòng với. Hài lòng với, chúng ta sẽ chọn with. Cô là cô không có thích cái phông chữ Times New Roman này đâu. Nhìn nó có vẻ như là giáo điều dữ quá, nó không có tạo cái không khí vui tươi. À, cô hay dùng những cái phông chữ mà không chân á. Để cho mình đỡ phải bị cảm giác nặng nề và đè nén. Câu số 3, My house isn't very far. Far sẽ đi với giới từ from nhé. I usually go to school. À, chúng ta đây là câu hỏi về giới từ, đi bằng loại phương tiện gì thì chúng ta sẽ dùng by. Vậy cô sẽ ghi chú ở đây là by cộng cho một loại phương tiện. By cộng cho một loại phương tiện. Oh by cộng cho một loại phương tiện. Tuy nhiên nếu mà chúng ta đi bằng xe hai cẳng thì chúng ta phải dùng on foot chứ không dùng by. Bay cộng cho một loại phương tiện, cô nói ví dụ như là by bus nè, đi học bằng bus. Well. Nè, by bike, by car. Vân vân. Còn đi bằng xe hai cẳng là on foot. Vậy mình sẽ chọn far from và by bike là câu D.
Từ nhà cô có thể nhìn qua thấy được trường của mình. Có nghĩa là cái hẻm trường với cái hẻm nhà cô là hai cái hẻm song song với nhau. Do đó cô có thể từ nhà mà nhìn qua thấy trường. Nói chung là nguyên cái hẻm của trường đó ai cũng biết mặt cô hết. Thì có những cái ngày mà tan trường đó, nó hẻm nó kẹt xe rất là nhiều ha. Và cô rất là phiền toái về cái chuyện mà có thể xe tải đó, mình đi vô cái hẻm đó mình chở hàng, nhưng mà đi giờ nào cũng được, được cái tránh cái giờ tan đi 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 buổi sáng á, đi vô lớp, và cái buổi chiều tan, buổi trưa tan tầm ra đi, nén cái giờ từ 6:30 đến 7:00 và nén cái giờ 10:30 đến 11:30 là xong rồi, mình đi cái giờ khác thì ai cũng đi được thoải mái. Tự nhiên 11:00 cái nguyên xe tải bự thiệt bự, thế là nguyên đám đứng nhìn nhau, còn bóp kèn tin tin đó. Cô cũng không hiểu rõ là cái chuyện bóp kèn nó có ý nghĩa gì, trong khi có chút nhích được đâu mà bóp. Và có hôm cô cũng điên máu quá, cô đá chống xe, cô đứng trước cô nhìn họ luôn, rồi cô đứng đó không có làm gì làm, cô chắc luôn không ai dám quýnh đâu, vì nguyên con hẻm ai cũng biết cô hết mà, cô đâu có sợ. Do đó nếu nói với lớp mình, nếu mà nhà bạn nào có điều kiện chúng ta đi học bằng bằng car, by car, thì có thể nói ba mẹ đậu ngay trước cái hẻm trường đó, mình chạy ra mình lên. Đường Quang Trung cho phép chúng ta đậu đậu tạm 5-10 phút thì được, không có bị phạt. Chúng ta leo lên, chúng ta đi về. Mình vừa được tập thể dục một đoạn đường rồi và không có bị kẹt xe. Còn bạn nào mà yêu thích bảo vệ môi trường, chúng ta có tinh thần trách nhiệm đối với môi trường thì chúng ta nên đi học bằng xe đạp. Câu số 4. Cô nhà gần nhưng mà cô vẫn đi xe Honda, cô không đi xe đạp được tại vì cô chạy đi đón con nữa. Câu số 4, I was born and grew up on the Red River. Chúng ta ngó cái list từ vựng, chúng ta sẽ có thấy chữ bang, tức là trên bờ ha. Tôi lớn lên, tôi sinh ra và lớn lên trên dòng sông Hồng, the Red River, tạm dịch là sông Hồng. Sao người ta không kêu là the Pink River mà nó kêu Red River nhỉ? Đâu biết màu hồng đó đâu ra. Phù sa đúng không cô? Rồi, câu số 5. Mr. Lam goes on to work on foot once a week. Nè, ông đi bằng xe hai cẳng nè. Mình sẽ có hai loại phương tiện chạy bằng cơm, đó là cái chân và cái xe đạp ha, chạy bằng cơm. Còn lại nó chạy bằng xăng không tốt cho môi trường, chạy bằng cơm thì tốn cơm của mẹ chút xíu nhưng mà rất tốt cho môi trường. Chúng ta tính kế về lâu về dài. Rồi, it means he walks to work. Mình thấy ông đi once a week. Ông đi once a week tức là một tuần ông mới đi một lần. Thì không thể nào chọn never, never là chưa bao giờ làm. Often và usually nó chỉ cái mức độ thường xuyên rồi. Chúng ta chọn câu B, sometime. Sẵn đây cô cũng giới thiệu với mấy bạn luôn. Sẵn đây cô cũng giới thiệu với mấy bạn luôn là đối diện trường mình nó sẽ có một cái gốc cây rất là to. Hồi trước người ta nuôi ngựa nên gọi là chuồng ngựa, nhưng bây giờ bạn không thấy ngựa đâu cả, ngựa được bán đi rồi. Người ta sẽ có ba cái mấy cái gian hàng người ta thuê để người ta bán đồ ăn đó, thì có một cái tiệm hủ tiếu gõ có 20.000 một tô thôi, không biết qua dịch có lên hay không. Thì cô chú mà bán hủ tiếu gõ, cô chú mà bán hủ tiếu gõ đó là từ miền Trung vào đây, con của cô chú cũng dạy tiếng Anh ngoài miền Trung đó, nhưng mà hai vợ chồng vô đây bán hủ tiếu gõ chơi vậy đó cho vui, và rất là ngon, ngon mà rẻ nữa. Đối diện với trường cũng có một cái chỗ hủ tiếu là hủ tiếu Nam Vang, thì giá nó sẽ cao hơn. Một vài người họ ăn họ sẽ cảm thấy bên đó ngon hơn, nhưng mà cô vẫn thích hủ tiếu gõ, sống một cách simple và nó bình dân lắm, ăn nó vừa ngon vừa rẻ. Còn cái chỗ mà bán hủ tiếu Nam Vang á thì nó tới 35-37 ngàn một tô gì đó. Nên thôi cô vẫn chuộng ăn hủ tiếu gõ hơn. Món quen thuộc hàng ngày của cô là hủ tiếu gõ. Rồi câu số 6. Do you get to school? Nó trả lời là by bike. Thế là câu này nó hỏi về một loại phương tiện. Một loại phương tiện chúng ta sẽ hỏi là how. Dùng để hỏi phương tiện là how. Cái gì mà nó cứ chớp chớp vậy ta? Mình mua ngựa qua đó nuôi được không cô? Cô
cô không biết trả lời làm sao hết á. Cái chỗ mà đối diện với trường mình mà cô nói cho thuê để bán hủ tiếu gõ đó, cái nhà đó là đại gia con ơi. Có nghĩa là con thấy Gò Vấp mình hiện tại đó, cái nhà mà gọi là có sân rộng thì rộng và con nít chơi đá banh được luôn á, và có những gốc cây thật là to thì chứng tỏ cái nhà đó họ rất là giàu, thuộc dạng gọi là rich family. Thì hình như là gia đình đó đi Mỹ, đa phần những đứa con đi Mỹ, chỉ còn lại một vài người sống bên này thôi. Cô có biết năm nay như vậy chứ cô cũng không rành. Người ta có cho thuê để nuôi ngựa không thì không biết, nhưng mà bây giờ cái mặt bằng cái sân đó thì họ để gửi xe, họ nhận giữ xe của học sinh. Thì trong sân trường á, cái sân trường của mình nó cũng có hạn, mà ví dụ như một nửa ngày như vậy đó mà học cả 1,000+ học sinh thì sẽ không có chỗ để mình chạy đi chơi, nên người ta sẽ gửi xe bên ngoài. Với lại đa phần một số bạn thích gửi xe bên ngoài là chi biết không, đi bộ ra lấy xe nó lẹ hơn là lấy xe từ trong trường ra đó. Nhưng mà dĩ nhiên thì cái giá gửi xe trong trường nó sẽ rẻ hơn cái giá gửi xe bên ngoài, thì tùy mình thôi. Rồi câu số 7. À, ở đây chúng ta sẽ có, nó hỏi về collocation. Em thấy là nó cho 4 động từ. Động từ nào sẽ đi được với ready? Collocation tức là những từ nào sẽ đi chung với những từ nào. Thì đi với ready chúng ta chọn get ha. Get ready chứ chúng ta không dùng make ready hay prepare ready. Get ready có nghĩa là sửa soạn. Đã tới lúc những đứa trẻ sửa soạn đi ngủ rồi. Câu số 8. Weed the seedlings into paddy soil. Seedling là cây con. Mấy đứa sẽ coi cái clip mà người ta trồng lúa gì đó. Một tí bạn Bùi An kiếm cho cô cái clip bỏ lên group, cái kiểu mà đi cấy lúa và thời nguyên thủy cơ. Người ta sẽ, nông dân sẽ đi nhổ những cây mạ đó, người ta cắm vô đất. Đấy, chúng ta dùng động từ transplant nha, cấy. Ngoài cái động từ transplant mang nghĩa là cấy, dùng cho cây, người ta có thể dùng cho cái nghĩa là cấy ghép cơ quan nội tạng nữa. Cấy ghép cơ quan nội tạng ha. Rồi câu số 9. After each period we have a break. Thì đây là một danh từ ghép nè em, danh từ cộng với danh từ được một danh từ ghép ha. Cô sẽ chú ở đây là compound noun, tức là sẽ có dạng kết hợp là noun cộng cho noun, hoặc được compound noun, danh từ ghép. Danh từ ghép như vậy thì chữ miễn dịch của chúng ta sẽ không có s, mình chọn câu A. Nếu mà chúng ta đi học offline đó thì chúng ta sẽ học tiết 1, tiết 2, xong rồi chúng ta giải lao 15 phút, rồi vô tiết 3, tiết 4, chúng ta giải lao 15 phút nữa, rồi chúng ta học tiếp tiết 5. Hồi đó trong căng tin Nguyễn Công Trứ nó có món kem chuối, với lại món da ua cũng khá là ngon. Còn dĩ nhiên cái giá bán cho học trò với giá bán cho giáo viên nó khác nhau nha, đừng có hỏi cô về giá, cô không dám nói đâu, vì đó là cái bí mật kinh doanh của căng tin. Câu số 10. Tôi thường thức dậy lúc, sao mấy bạn này quen trời, tôi thường thức dậy lúc 6 giờ nhưng mà thỉnh thoảng tôi phải thức dậy lúc 5 giờ cơ. Đối với những trạng từ chỉ sự thường xuyên gọi chung là adverbs of frequency. Adverb of frequency là những trạng từ chỉ sự thường xuyên, ví dụ như là often, như là usually, ví dụ như là never, vân vân. Đấy. Thì cái vị trí của nó, những cái vị trí của nó là nó sẽ đứng trước verb, đứng trước động từ thường. Đứng trước verb, đứng trước động từ thường. Và nó đứng sau động từ to be. Nó đứng sau động từ to be. Riêng đối với thằng sometimes. Riêng đối với chữ sometimes. Thì nó có thêm một vị trí nữa là nó có thể đứng đầu câu. Nó có thể đứng đầu cho một mệnh đề. Mệnh đề tức là nó phải có chủ từ. Mệnh đề tức là nó phải có chủ từ, có verb thì được gọi là mệnh đề nhé. Mình thấy được một cụm chủ từ thì mình gọi đó là một mệnh đề, được chưa? Lại nhắn tin gì đây? 9D hả? À đúng rồi, 9D. A 5 minute.
chứng tỏ là mình vẫn còn tỉnh ngủ, mình chưa có ngủ. Câu 9D, 5 minutes. Ok, thank you. Rồi, vậy câu số 10. Chữ normally là trạng từ chỉ sự thường xuyên, vậy nó sẽ đứng trước động từ thường, tức là normally get up. Rồi, tôi thỉnh thoảng tôi thức dậy lúc 5 giờ. I sometimes have to, hoặc là sometimes I have to. Mình chọn được đáp án nha. B hả? Bình thường mà cô làm cái sổ yếu lý lịch đó, nó sẽ có thêm cái hình của mình trong đó nữa để cô biết bạn nào là bạn nào, mặt ai là mặt ai. Lớp 10 á, thì vô đầu năm á, giáo viên chủ nhiệm rất là cực vì không biết mặt đứa nào là đứa nào hết. À, rồi giáo viên chủ nhiệm phải làm thêm một việc là dán hình của học trò vô học bạ. Rồi làm thêm một cái việc nữa là ghi học bạ. Nhưng tôi có yên tâm, chữ của cô thì cũng tạm tạm, không có đẹp xuất sắc, nhưng không phải thuộc dạng xấu, ma chê, quỷ hờn. À, không xứng danh hoa hậu thôi, nhưng mà cũng có thể đưa hàng, đưa cho hàng á hậu 5, á hậu 4 gì đó. Nhưng mà nói chứ trường mình có một cô, chữ cổ siêu đẹp luôn, y như là cái máy mà đánh chữ vậy đó. Cổ sẽ ghi hết học bạ cho toàn trường. Do đó con đừng lo học bạ con bị xấu. Tại sao con muốn in học bạ? Vì in học bạ nó sẽ bị sai. Nó có thể máy nó chạy, nó bị nhảy dòng á. Cho chạy tự động nó sẽ bị nhảy dòng thì nó sai cuốn học bạ. Mà sai cuốn học bạ chúng ta phải bước luôn cuốn đó. Nên nó bị hao tổn tài nguyên. Còn cái cô ghi học bạ này, cô chuyên nghiệp rồi. Ghi chữ rất là đẹp và cô ghi không có sai. Này, câu số 11 nha. Hồi nãy chúng ta thấy cấu trúc mà mất bao lâu làm gì đó là chúng ta dùng động từ take. Mà có every morning thì mình phải chia hiện tại đơn. Mình chia câu A. Nhắn gì nữa đây? Rồi, câu 12. Harry works all the time. He never relaxes. Anh ta không bao giờ. Tại vì all the time là làm việc luôn luôn mà, không bao giờ giải trí. Câu số 13. These classes are so dirty. You need. Bây giờ dạy sơ sơ về verb form trước nè. Need cộng cho to verb. Need cộng cho to verb thì mang nghĩa chủ động nè. Và need cộng cho verb in thì mang nghĩa bị động. Need cộng cho verb in sẽ bằng với need cộng cho to be verb 3. Mang nghĩa bị động. Đây bạn cần phải đi rửa những cái ly này. Chúng ta dùng chủ động là câu C. You need to wash them. Sáng nay cô định mặc áo dài lồng lộn á. Cô mở cam lên á. Nhưng mà sáng cô dậy sớm quá cả nhà, chưa có dậy mà cô lục tủ đồ cô thay thì cô sẽ bị làm tội đồ ha. Cái đó thôi để cô để hôm thứ năm cô sẽ mặc áo dài. Mà không biết có áo nào mặc vừa không. 14. All the passengers were made. Đối với cấu trúc của động từ make á, make cộng cho tức từ, chúng ta sẽ cộng cho verb be. Verb be tức là ghi verb 1, tức là verb nguyên mẫu nha mấy đứa. À, một số chữ ghi tắt mà cô hay ghi đó, verb 1 là verb nguyên mẫu, verb 2 ed là verb chia quá khứ và verb 3 ed là verb chia thiền hoàn thành. À, make cộng cho object cộng cho verb nguyên mẫu, nhưng mà be made và be made thì cộng cho to verb. Vậy ở đây có be made nè, nên chúng ta dùng to verb là câu B. Tất cả hành khách được yêu cầu là hãy thắt dây an toàn ha, trong khi gặp xáo trộn. Mình đi máy bay mình sẽ thấy là ở trên trời nó cũng sẽ có những một số cái turbulence. Ví dụ như mình chạy trên đường đi, những cái gờ giảm tốc mình kêu bụp 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 bụp, thì khi mây nó quay ra bám mây mình cũng có cảm giác giống vậy đó, bụp 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 đi chạy như vậy á. Hoặc khi mình đi qua một cái bay vào cái vùng gió hoặc vùng nhiễu động nào đó, cơ trưởng nó sẽ thông báo cho mình phải thắt dây an toàn. Những cái đó gọi chung là turbulence, nhiễu động. Số 15. Động từ stop. Từ stop cộng cho to verb.
là chỉ cái việc dừng để làm gì, dừng để làm việc khác. Ví dụ như sáng nay mình đang coi phim nè, cô kêu tới giờ học rồi, cái mình dừng xem phim để mình đi học, dừng để làm việc khác. Còn stop cộng cho verb in là dừng hẳn việc đang làm. Stop cộng cho verb in là dừng hẳn việc đang làm. Nếu mà bây giờ chúng ta rời đi, chúng ta có thể lái xe được một nửa đoạn đường trước khi chúng ta dừng lại để ăn trưa. Chúng ta chọn to help. Rồi câu số 16. Câu số 16. He's not really interested in. He's not really interested in. Thì mình hay có giới từ nè. Chúng ta lưu ý một điều là sau giới từ. Preposition. Sau giới từ chúng ta sẽ dùng verb in hết nha. Sau giới từ chúng ta sẽ dùng verb in hết. Vậy đây có hai cái verb in lận. Being work và working. Anh ta không thích làm việc trên đồng. Vậy chúng ta sẽ chọn nghĩa chủ động là câu C. Working. Lớp của mình là hệ tăng cường tiếng Anh. Nhưng mà cái hệ tăng cường tiếng Anh nó chỉ có ý nghĩa khi chúng ta học offline mà thôi. Nghĩa là em sẽ học thêm được mấy tiết tăng cường, nó 5-7 tiết tăng cường gì nữa. 5 tiết hay 7 tiết, cô quên rồi. Năm ngoái là học tới 7 tiết lận. Cô dạy sắp mặt luôn. Rồi câu số 17. Câu số 17 thì bây giờ chữ always là trạng từ chỉ sự thường xuyên. Trạng từ chỉ sự thường xuyên, vị trí sẽ đứng trước động từ thường. Mình đặt always have to. Always have to, mình chọn được câu B. Lúc nào cũng phải đợi xe bus rất là dài. Nhưng bây giờ mình lại thèm cái cảm giác đứng đợi xe bus dài thiệt dài như vậy, đúng không? Bạn nào mà có định ý định là đi học bằng xe bus á, thì chúng ta nên nhờ ba mẹ training cho một vài kỹ năng. Ví dụ như ra đường gặp phải biến thái phải làm sao gì đó. Biến thái ở đâu cũng có, chứ không phải trên đường trường mình không nha. Số 18. The last time I swimming was when we were in Spain. Ở đây nó có chữ last em, lần cuối cùng. Lần cuối cùng thì chúng ta phải dùng thì quá khứ đơn. Mình chọn được câu B. Câu 19 nè, mặt trời mọc ở phía đông. Đây là một câu diễn tả sự thật hiển nhiên. Do đó mình sẽ chia động từ ở thì hiện tại đơn. Rồi, bây giờ động từ rise khác với động từ raise thế nào? Cô sẽ coi mình giơ tay coi bạn nào biết nha. Ai biết giơ tay? Rồi, bạn ăn bùi giơ tay rồi, cô mời bạn ăn bùi. Cô thấy ăn bùi mở mic nhưng mà nói không nghe gì hết. Mấy bạn khác có nghe ăn bùi nói không? Còn cô dạ. Là không nghe rồi đó. Dạ có, nghe ăn bùi nói cô. Vậy là ăn bùi đang nói phải không? Cô thấy ăn bùi dạ. Mở mic thôi à? Nói thử cho cô rồi. Nghe động từ alo rồi cô đang nghe. Có hai bạn đang mở mic là bạn An Bùi với bạn Vĩnh Tường á. Rồi bạn dạ. Bạn An Bùi nói trước đi, bạn Tường tắt mic tí xíu đi rồi bạn Bùi nói xong bạn Vĩnh Tường nói ha. Dạ. Ok. Yeah.
Rồi ok, thank you bạn An Bùi với bạn Vĩnh Tường. Bạn có bổ sung gì thêm cho ý kiến của bạn An Bùi không? Dạ không, con cũng giống như bạn An đó cô. Cũng... Rồi ok. Ok, thank you bạn Vĩnh Tường nha. Hai bạn đều có nắm được cái ý nghĩa về động từ, về về cái nghĩa của động từ này. Rồi mình bỏ tay xuống đi An Bùi ơi. Cái vấn đề mấu chốt á, động từ rise, nó gọi là intensity verb, và raise nó gọi là transitive verb. Intensity với transitive nó khác nhau cái gì? Intensity á, là động từ không có túc từ theo sau, không có object. Còn transitive verb là động từ bắt buộc phải có object theo sau, nghĩa là sau những động từ này bắt buộc chúng ta phải dùng một túc từ. Thì động từ rise, mặt trời nó mọc, mình tự đứng dậy, nó là động từ không có túc từ. Còn động từ raise mà em muốn dùng thì em phải bắt buộc em ngó đằng sau nó có một cái túc từ gì đó. Ví dụ như cô bảo raise hand, mình có túc từ hand nè, giơ tay lên. Hoặc là raise animal, đấy, phải có túc từ theo sau. Vậy chúng ta sẽ nhìn ở đây không hề có một túc từ nào cả, chúng ta chọn câu A. Câu này thì dễ, ai cũng làm được rồi. À, một vài câu, ví dụ như đề kiểm tra cô đi cho khó hơn chút xíu, thì chúng ta sẽ căn cứ vào đằng sau nó có túc từ hay không có túc từ mà chúng ta chọn nhé. Cô dạy thì dạy dễ, nhưng mà kiểm tra cho khó nha, cô nói trước. Rồi, câu số 20. We didn't need to queue because my wife the tickets. À, chúng ta sẽ nhìn thì của động từ là cái thứ không biết lừa tình, coi như là thể hiện hết ở trong đó. Chúng tôi không cần phải xếp hàng bởi vì vợ chúng tôi mua vé rồi. Mua vé trước nên chúng tôi bây giờ mới không cần xếp. Và em thấy chữ didn't là quá khứ nè. Trước quá khứ chúng ta sẽ dùng quá khứ hoàn thành và chọn câu B, had bought. Right, số 21, by the time you read this letter, lúc mà em đọc lá thư này, anh đã đi Paris rồi. Mình có động từ leave, có nghĩa là rời đi, nhá. Còn động từ leave for, tức là đi tới đâu đó. Leave for somewhere là đi tới đâu đó. À, ví dụ leave for Paris là đi đến Paris chứ không phải rời Paris mà đi. Thời điểm mà em đọc lá thư này thì anh đã đi Paris rồi. Chuyện tình éo le. By the time chúng ta dùng hiện tại đơn nhưng mà nghĩa của nó sẽ là nghĩa tương lai. By the time nè, until nè. When, as soon as nè, cộng với thì hiện tại đơn nhưng nghĩa của nó là nghĩa tương lai. Mang nghĩa tương lai nha, cộng hiện tại đơn nhưng mà mang nghĩa tương lai. Mà đi rồi nữa thì chúng ta sẽ dùng tương lai hoàn thành, mình chọn câu C. Em đọc được lá thư này là anh đã đi rồi. Các bạn có xem Me Before You chưa? Cái gì đó. Câu chuyện về ông chàng tỷ phú bị tai nạn giao thông và anh ta bị liệt các từ cổ trở xuống, là bị liệt hoàn toàn, không có khả năng tự chăm sóc mình á. Mẹ anh ta thuê biết bao nhiêu là cô bảo mẫu để take care cho anh ta. Có một cô này cũng làm và anh ta cảm thấy hài lòng, hai người yêu nhau á. Nhưng rốt cuộc anh chàng này vẫn chọn một cái chết nhân đạo, tức là anh ta sống khổ sở quá. Anh ta sẽ có một cái bệnh viện đó, chích thuốc cho anh ta để anh ta có thể ra đi một cách nhẹ nhàng và không phải sắp vờ những cái nỗi đau của hiện tại nữa. Lúc anh này mất đi thì cô này rất là đau buồn, nhưng mà kèm theo đó là một cái ân huệ. À, một lá thư, khi em đọc lá thư này, anh đã rời xa cõi đời này rồi. Anh hy vọng với số tiền này em có thể sống một cuộc sống tốt đẹp, đi ăn đi chơi gì đó. Rồi, câu số 22. It was cold and wet.
Cole put on his swimming suit and went to the beach. Trời thì lạnh và ẩm ướt. Bo vẫn mặc cái đồ bơi lên và đi ra biển. Nó diễn tả một cái sự tương phản. Chúng ta sẽ thấy có hai cái sự tương phản là how, although và however. However nó tương phản như gì? Anh ấy đẹp trai á. Tuy nhiên hơi bị ngu. Đấy, chúng ta dùng however. Còn although sẽ theo kiểu gì? Mặc dù đẹp trai, anh ta hơi ngu. Đó. Và câu này, trời thì cold and wet. Có dấu chấm và dấu phẩy, chúng ta sẽ dùng however. Although thì không có đứng ở vị trí là phẩy sau although, chỉ có however nó mới có vị trí đứng trước dấu phẩy. Although chúng ta sẽ không phẩy. Người ngoài. Thời gian. Rồi, hôm nay là cái ngày học đầu tiên và cô muốn nhận được một vài feedback của các bạn thử xem là cái mức độ giảng bài nó nhanh hay là chậm để mà biết còn điều chỉnh. Các bạn nào comment đây nè. Rồi bạn nào có ý kiến gì đó chúng ta cứ việc mở mic lên chúng ta nói. Không nghe ai nói gì cả. Nếu cảm thấy cái mức độ hôm nay cô dạy là tốc độ vừa phải và không quá nhanh, không quá chậm, có thể thả một cái icon nào đó cũng được để cô biết. Rồi, thấy được bạn Hoàng Khánh feedback. Rồi, từ từ mạng nó chạy hơi bị chậm. Thế là thấy có 3-5 feedback. Thấy được 6 feedback, 7 feedback, 8 feedback. Rồi cô nói một câu này, cô bảo đã bảo là thả icon đùng đùng luôn. Đứa nào muốn nghỉ bây giờ thả tim. Không thấy tim mà toàn thấy giơ tay không vậy. Bạn nào muốn nghỉ thả tim đi. Nói chứ cũng tới giờ rồi, cô còn có lớp khác nữa. Cho đó cô sẽ end cái cuộc họp, cái phòng học ngày hôm nay ở chỗ này. Chúng ta sẽ tạm dừng ở đây ha. Nếu trong quá trình mình coi bài lại, mình có thắc mắc thì mình hỏi thêm cô nhé. Rồi ok. Goodbye class. Goodbye. 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 Goodbye cô. Bye cô. Goodbye teacher. Rồi cô chào cả lớp nha, cô chào cả lớp nha. Bye bye tụi con. Chào cô sẽ bấm rồi chào con. Cô sẽ bấm nút end là các bạn tự rời đi hết.